Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cách thức mà mây múc để đào vết mương nước để chuẩn bị ứng phó với cơn bão Noru sắp tới, bão số 4 các bạn. Thì hôm nay mình sẽ cùng với các bạn xem thử mây múc này thực hiện công năng vết mương nước cống của chỗ mình như nào nhá.
Thank you.
cười giấc kia lúc một cái hết cứ quên chết anh. Yeah. Thôi chụp chụp. Con chuột chạy. Thank you.
Dứt anh nói rồi gì nữa? Tí nữa nói chứ, bây giờ lớn lắm rồi phải không? Gì đó. Nó chạy lên. Vẫn. Nhờ nó cho là. Thì bây giờ làm luôn chứ phải không? Đây này. Hết đã. Sâu hả? Trên kia là dễ thôi, trên kia là dễ. Kia là mức qua là nó tự ra thôi, tự chảy nước là hết à. Đấy mà khó này, trên kia là mức qua tràn đấy thì nó nước nó chảy ra là được. Đã có anh lên nhé. Lâu rồi. Để áo các ông già. Đây là ông áo ca của Phạm Minh Chính, còn kia là áo ca của. Hồi cá chứ. Nó có bị thế đâu, nó mới rồi năm ngoái năm mưa nó ấy nè. Ngoài có cá mà. Bài đó đứng của Thanh Vân đúng không? Thank you.
nè. Ừ, bạn thề tiếp vô. Bạn thề là tiếp vô hẳn. Coi sư giác rồi. Có bây giờ về chứ. Ê, bỏ cái bì chứ. Về đi. Cái bì đi, bây giờ cần. Bây giờ cần nhì kìa. Còn lại bỏ cái bì đi, xa đi rồi tính. Cái lèng ta đi bạn nấu gà nấu vịt rồi làm đấy nhá, bảo rồi làm gà làm vịt nhá. Cái nhá. Dạ. Kìa. Cá mà. Hả? Cá búa này. Đây. Kìa. Cua cá này. Đồ cua ấy. Cua xanh này ra hẳn là đọc hẳn. Đây ra hay là xa lúa chẳng đây. Nè à. Alo. Anh đang đến chỗ mấy múc nào vét trong lúa hay sao ai ấy. Giao hàng hả? Em biết được tí nữa nhá. Em đang ở đâu? Thì ban anh đang ở dưới đây mà. Anh đang chỗ em ấy, anh bán qua tài khoản được không? Được thì chạy qua đây đi, chạy qua chỗ đây này. Chỗ đường ngã ba Điện Gió biết không? Chưa, ngã ba Lê đây. Ờ, chỗ ngã ba không, ngã ba trên đây nè, ngã ba chỗ Điện Gió dưới chân dốc đây. Ừ, nghe chỗ cầu biết không? Cầu Tràn đây. Ngon. Nghe tôi đang gọi tay. Nghe tôi cho nó gọi. Nó gọi hỏi em hẳn pin một số thông tin đấy. Duyệt hồ sơ này. Yêu mèo dừng như cái theo hồ thông trụ hả để theo công giang rồi đúng rồi. Thì khăn hiện tại hồ thông trụ của nó là ở trên công giang làng Quỳnh Tân sạc công giang này lên. Đấy mày thành thành nhìn cái ngót xem mặt kia, mặt kia bây giờ mặt kia và hào đợt đang ở đừng có nằm tới đang ở khí đã à? Bình thường mà nó tại vì cũng nói tâm sự về tại y khá tâm thì năm tí tâm chưa tí là bốn thì nói luôn chưa bây giờ tiền chạy lên kia luôn cái trên kia nó là xong và sự chẳng ca là chẳng ca luôn chưa còn được thế đấy thì biến nhờ sư tinh làm tí tám phần trong nhanh nhưng mà trên kia là dễ mà